Thưa quý vị và các bạn, liên quan đến vụ việc 11 học sinh phải ăn cơm chan hai gói mì tôm xảy ra tại trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Hoàng Thu phố 1, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai. Sáng 22 tháng 12, Ủy ban Nhân dân huyện Bắc Hà cho biết, trước đó một ngày tức là vào ngày 21 tháng 12, ông Trần Ngọc Hà, hiệu trưởng nhà trường, đã gửi lên Ủy ban Nhân dân huyện đơn xin từ chức sau 5 ngày bị đình chỉ công tác để phục vụ công tác điều tra, xác minh thông tin. Trong đơn xin từ chức, ông Trần Ngọc Hà tự nhận trách nhiệm bản thân trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành dẫn đến dư luận không tốt trong xã hội. Và thông tin này lập tức thu hút sự chú ý của dư luận. Nhiều người đặt câu hỏi rằng cho đến bây giờ vẫn chưa có kết luận chính thức về những sự việc xảy ra tại trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Hoàng Thu phố 1. Vậy liệu rằng việc hiệu trưởng của trường này xin từ chức có ảnh hưởng đến quá trình xác minh điều tra của cơ quan chức năng hay không? Một câu hỏi khác cũng được đông đảo dư luận quan tâm là khi nào thì vụ việc này sẽ có kết luận chính thức? Vâng, ngay bây giờ xin mời quý vị khán giả cùng chúng tôi điểm lại một số diễn biến chính của vụ việc để có cái nhìn toàn cảnh hơn. Đến nay thì vụ việc 11 học sinh phải ăn hai gói mì tôm chan với cơm vẫn chưa có kết luận chính thức từ cơ quan chức năng. Nhưng trong sáng 22 tháng 12, ông Đinh Văn Đăng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai đã có văn bản báo cáo Thường trực Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai về kết quả kiểm tra xác minh sơ bộ về những phản ánh của báo chí tại trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Hoàng Thu phố 1. Kết quả thanh tra cho thấy thông tin bữa ăn bán trú của học sinh tại trường học này có dấu hiệu bị cắt xén là có cơ sở. Ủy ban Nhân dân huyện Bắc Hà cho biết trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Hoàng Thu phố 1 có nhiều sai phạm liên quan đến sổ sách chi tiêu. Cụ thể, trường Hoàng Thu phố 1 không có danh sách chi trả tiền ăn thừa cho học sinh, hiệu trưởng chưa ký nhận nhiều hồ sơ nhập xuất thực phẩm. Ngoài ra, thì phiếu chi tiền mặt không có số, không có chữ ký của hiệu trưởng cũng như chữ ký của người nhận tiền. Bảng nhập mua thực phẩm hàng ngày không khớp với bảng thực phẩm của tháng. Hơn nữa, việc mua và giao nhận thực phẩm của trường này cũng không đúng quy trình. Thực tế thì thực phẩm mỗi ngày được đưa từ cơ sở cung cấp về nhập kho, nhưng người nhận không kiểm tra khối lượng và chất lượng hàng hóa, không ký bất kỳ sổ sách nào. Số lượng thực phẩm và số tiền thanh toán thực tế có chênh lệch. Hiện nay thì Ủy ban Nhân dân huyện Bắc Hà đã chuyển vụ việc sang cơ quan công an để tiếp tục điều tra xác minh do vụ việc này liên quan đến nhiều người xảy ra ở nhiều thời điểm và có tính chất phức tạp. Như vậy thì dù ông Trần Ngọc Hà, hiệu trưởng trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Hoàng Thu phố 1 có xin từ chức thì vụ việc vẫn được cơ quan chức năng điều tra để đi đến kết luận cuối cùng và ông Hà vẫn phải phối hợp với cơ quan chức năng để làm rõ vụ việc gây bức xúc dư luận này. Vâng, hẳn là quý vị khán giả vẫn còn nhớ, cách đây 6 ngày, tức là vào ngày 16 tháng 12, không chỉ báo đài đưa tin mà các trang mạng xã hội cũng đồng loạt đăng tải loạt hình ảnh về bữa ăn của các em học sinh trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Hoàng Thu phố 1, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai. Hình ảnh quý vị đang nhìn thấy ở đây quả thực khiến chúng ta cảm thấy bức xúc. Trên mâm có 11 em học sinh, nhưng các em phải chia nhau hai gói mì tôm nấu loãng chan với cơm. Trong khi bảng thực đơn ghi mỗi học sinh được một gói mì tôm và một quả trứng. Một bức ảnh khác về bữa ăn của các em học sinh cũng gây bức xúc không kém. Như quý vị đang thấy ở đây thì các em học sinh chỉ được một ít giò thái nhỏ và canh rau, dù bảng thực đơn ngày 14 tháng 11 tại trường Hoàng Thu phố 1 có ghi rõ trong bữa trưa và bữa tối của học sinh còn có 14 kg thịt lợn và 11 kg xương. Một bữa ăn khác thì các em học sinh chỉ có đậu phụ và canh rau. Theo người phụ trách nấu ăn tại trường Hoàng Thu phố 1 thì tình trạng thiếu đồ ăn thường xuyên xảy ra, trong khi hiệu trưởng nhà trường, ông Trần Ngọc Hà lại nói rằng khẩu phần như vậy là đủ cho các em. Theo Nghị định 81 của Chính phủ thì nhà nước hỗ trợ tiền bán trú hàng tháng với học sinh ở xã thôn đặc biệt khó khăn, mức hỗ trợ bằng 40% lương cơ sở tương đương với 720.000 đồng. Và ngoài tiền ăn, học sinh còn được hỗ trợ tiền nhà ở và 15 kg gạo một tháng. Tiền hỗ trợ chia trung bình được khoảng 32.000 đồng một học sinh một ngày. Thông thường sau khi trừ chi phí chất đốt, mỗi bữa chính một học sinh sẽ ăn khoảng từ 12.000 đồng đến 13.000 đồng một học sinh một ngày và bữa sáng khoảng 6.000 đồng đến 8.000 đồng một học sinh một ngày. Thế nhưng những gì các học sinh trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Hoàng Thu phố 1, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai được ăn mỗi ngày theo phản ánh của báo chí thực sự khiến nhiều người phải xót xa vì sự thiếu thốn trong từng bữa ăn của các em học sinh. Vấn đề được đặt ra ngay lúc này là công tác kiểm tra giám sát bữa ăn bán trú cho học sinh. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi đã tổng hợp lại một số ý kiến của một số hiệu trưởng, nhà quản lý giáo dục về việc giám sát bữa ăn cho học sinh.
Thưa quý vị, thầy giáo Nguyễn Xuân Trường, hiệu trưởng trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học và trung học cơ sở Hồ 4, huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái cho biết, việc suất ăn bán trú của học sinh nghi bị cắt xén là không thể chấp nhận được. Theo ông Trường, để đảm bảo suất ăn bán trú của học sinh đúng đủ đảm bảo chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm thì cần có sự giám sát chéo giữa ba bên, gồm quản lý do phó hiệu trưởng phụ trách, y tế học đường và nhân viên nấu ăn bán trú cho học sinh. Ngoài ra, các ca trực ăn bán trú sẽ có thêm giáo viên tham gia hỗ trợ học sinh, giáo viên có trách nhiệm chứng kiến đối chiếu các suất ăn thực tế so với thực đơn công khai trên bảng thông báo, nếu sai sót báo cáo lại với bếp và ban giám hiệu. Đồng quan điểm thì cô giáo Trần Thị Thu Hương, hiệu trưởng trường tiểu học Đinh Tiên Hoàng, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh cho biết là nhà trường nên giao cho thầy cô chủ nhiệm nhiệm vụ xem các cháu ăn uống như thế nào, ăn có ngon không. Điều này cũng giúp học sinh và giáo viên gần gũi nhau hơn. Đây là việc mà các giáo viên của trường tiểu học Đinh Tiên Hoàng đang thực hiện mỗi ngày. Bà Lê Thị Thanh Nhàn, vụ trưởng vụ giáo dục dân tộc, Bộ Giáo dục và Đào tạo nêu quan điểm rằng sự việc được phản ánh tại trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Hoàng Tu phố 1, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai không phải là phổ biến. Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng đã có văn bản gửi Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai đề nghị tăng cường công tác chỉ đạo, quản lý việc thực hiện đầy đủ chính sách về giáo dục dân tộc, đặc biệt quan tâm chính sách đối với học sinh trường phổ thông dân tộc bán trú, đồng thời xác minh nội dung phản ánh và xử lý nghiêm nếu có vi phạm. Bà Lê Thị Thanh Nhàn cũng cho biết thì công tác kiểm tra giám sát bữa ăn bán trú cho học sinh phải là công tác thường xuyên, hàng ngày, hàng tuần và phải là trách nhiệm của nhiều bộ phận, thậm chí là cả phụ huynh phải cùng nhau quan tâm. Thưa quý vị, nói về việc phối hợp giám sát bữa ăn bán trú của học sinh thì bà Trần Thị Minh Hạnh, nguyên phó giám đốc Trung tâm Dinh dưỡng thành phố Hồ Chí Minh đề xuất cần có một ban ngành để thực hiện vấn đề giám sát bữa ăn bán trú về cả vệ sinh an toàn thực phẩm, dinh dưỡng và những vấn đề khác để đảm bảo học sinh được cung cấp bữa ăn chuẩn. Người tham gia giám sát cần có kiến thức cơ bản về an toàn vệ sinh thực phẩm để nhận biết được nguồn gốc thực phẩm, nơi chế biến, cách bảo quản. Nếu việc giám sát chặt chẽ thì sẽ hạn chế được các rủi ro trong các bữa ăn bán trú của học sinh. Vâng, thưa quý vị, qua vụ việc 11 em học sinh phải chia nhau hai gói mì tôm để chan cơm tại trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Hoàng Thu phố 1, ngay lập tức các cơ quan quản lý hữu quan đã vào cuộc. Có thể thấy công tác quản lý chung của nhà trường để giám sát phối hợp giữa các bên liên quan được quan tâm hơn bao giờ hết. Về kết luận cuối cùng của bữa ăn bất thường của các em học sinh vùng cao, chúng ta vẫn phải chờ kết quả điều tra từ cơ quan chức năng. Nhưng ngay từ bây giờ, các nhà trường có thể thắt chặt hơn công tác quản lý, giám sát bữa ăn cho các em học sinh. Và bên cạnh đó, các bậc phụ huynh cũng có thể trong vai một giám sát viên, quan tâm hơn đến bữa ăn tại trường của con em mình và phản ánh nếu phát hiện điều bất thường. Thưa quý vị, Bộ Nội vụ cùng Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng thống nhất đề xuất bổ sung hơn 27.000 biên chế giáo viên cho các địa phương năm học 2023-2024. Theo Bộ Nội vụ, năm học này, các địa phương đề xuất bổ sung trên 104.000 giáo viên so với năm trước, nâng tổng số biên chế giáo viên cả nước lên gần 1,2 triệu. Trong khi đó, nhu cầu về giáo viên mầm non và trung học cơ sở nhiều nhất. Trên cơ sở này, Bộ Nội vụ và Giáo dục Đào tạo dự kiến bổ sung hơn 27.000 biên chế cho năm học 2023-2024. Số còn lại sẽ bổ sung với trường hợp cần thiết trong các năm học tiếp theo đến năm 2026. Hiện Bộ Nội vụ đã có báo cáo gửi Ban Cán sự Đảng Chính phủ đề nghị Ban Tổ chức Trung ương xem xét quyết định phương án cụ thể. Theo báo cáo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, năm học 2022-2023, cả nước thiếu hơn 118.000 giáo viên các cấp. Trong đó, Thanh Hóa và Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Nghệ An, Bình Dương là những địa phương thiếu nhiều nhất. Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vừa có văn bản gửi các sở ban ngành địa phương yêu cầu các cơ quan thiết lập kỷ cương pháp luật về giao thông ở cấp độ cao hơn. Yêu cầu các đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan, lực lượng vũ trang, học sinh, sinh viên không uống rượu bia trước và trong khi tham gia giao thông, ký cam kết đã uống rượu bia không lái xe. Tổ chức kiểm điểm xử lý kỷ luật cá nhân thiếu trách nhiệm, vi phạm quy định. Trường hợp vi phạm nồng độ cồn, cơ quan công an xử lý vi phạm phải gửi thông báo về cơ quan quản lý để có biện pháp xử lý theo quy định. Nghiêm cấm đảng viên, chiến sĩ, cán bộ, công nhân viên trong các cơ quan đơn vị can thiệp vào việc xử lý người điều khiển phương tiện tham gia giao thông vi phạm nồng độ cồn.